hay hương vị thơm ngon mới và cải tiến là sô-cô-la và cà phê latte. Và như mọi khi, sản phẩm này đã được pha chế theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Nutrilite, bao gồm quy trình truy xuất nguồn gốc hàng đầu trong ngành đối với protein đậu nành của chúng tôi. Vì vậy, chúng ta hãy thực hiện một chuyến đi nhanh để xem điều này có ý nghĩa là gì. Bước 1 là chọn thực vật. Khi nói đến một loại protein thực vật chất lượng cao, thì đậu nành không biến đổi gen non-GMO là một siêu sao. Nó không chứa cholesterol, ít chất béo, dễ tiêu hóa và chứa tất cả các axit amin cần thiết để hỗ trợ cơ bắp và giúp bạn kiểm soát cơn đói. Bước 2 là chọn hạt giống. Chúng tôi coi trọng đậu nành không biến đổi gen, non-GMO và các trang trại đối tác NutriShot của chúng tôi cũng vậy. Coi trọng đến mức họ kiểm tra mẫu của mỗi lô hạt đậu nành trước khi trồng để xác minh rằng hạt giống đó đáp ứng các tiêu chuẩn không biến đổi gen của chúng tôi. Bước 3 là chọn trang trại. Trong đậu nành không biến đổi gen bằng các phương pháp bền vững cần nhiều công sức và sự tận tụy. Rất ít trang trại đạt tiêu chuẩn của chúng tôi và đó cũng là điều khiến các trang trại đối tác trong đậu nành của chúng tôi ở Hoa Kỳ trở nên đặc biệt. Các trang trại chăm lo đến những gì họ trồng và cùng giúp bảo vệ đất đai và động vật hoang dã xung quanh họ. Bước 4 là phát triển. Giảm thiểu khả năng tiếp xúc với sự lây nhiễm chéo của thực vật biến đổi gen từ các khu vực nông nghiệp lân cận là rất quan trọng và các trang trại đối tác của chúng tôi sẵn sàng đi xa hơn giống như cách chúng tôi làm ở các trang trại Nutrilite của riêng mình. Họ lựa chọn các địa điểm cho cánh đồng một cách chiến lược, sử dụng các vùng đệm xung quanh cây trồng và thậm chí tính toán các nghệ gieo trồng cụ thể để giảm sự tiếp xúc của cây trồng với các loại phấn hoa khác. Bước 5 là thu hoạch. Đậu nành chín được thu hoạch bằng thiết bị mới được làm sạch. Sau đó, chúng ngay lập tức được đánh nhuyễn và bảo quản trong các thùng đựng ngũ cốc không biến đổi gen chuyên dụng để giữ nguyên chất lượng. Các mẫu của mỗi loại cây trồng phải vượt qua các tiêu chuẩn thử nghiệm của chúng tôi về nhiễm chéo biến đổi gen cũng như chất lượng cây trồng, bụi bẩn và cỏ dại. Bước 6 là chiết xuất. Protein cô lập được chiết xuất từ đậu nành khô bằng công nghệ nước độc quyền, sau đó được sấy khô và tạo thành bột có hàm lượng protein cao. Bước 7 là sản xuất. Chúng tôi quan tâm đến tiêu chí sạch sẽ, đến mức chúng tôi thậm chí đã cấm đi giày trong các khu vực sản xuất vì chúng có thể đem vào một lượng nhỏ bụi bẩn, bọ hoặc ẩm mốc. Nhưng để chắc chắn, mỗi lô bột đều được phân tích và kiểm tra hàng trăm lần về độ tinh khiết và an toàn khi nó đi từ sơ chế đến sản phẩm hoàn thiện. Nếu có tạp chất lẫn vào, chúng tôi sẽ hủy toàn bộ lô hàng. Bước 8 là đóng gói. Mỗi bước trong quá trình sản xuất của sản phẩm BodyKey by Nutrilite đều được ghi lại. Vì vậy, mỗi lô hàng đều có những thủ tục giấy tờ riêng, bao gồm mặt hàng được sản xuất, ngày sản xuất, mã lô, số lượng và danh sách nguyên liệu thô được sử dụng, thiết bị được sử dụng và thậm chí cả nhân viên chịu trách nhiệm. Đó là cách chúng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng những gì trên nhãn là những gì thực sự có bên trong sản phẩm. Và bước 9 là bạn. Chúng tôi thực sự tự hào khi chúng tôi nói rằng bạn có thể hỏi chúng tôi bất cứ điều gì về quá trình sản xuất sản phẩm BodyKey by Nutrilite. Mỗi lô hàng thành phẩm đều có hồ sơ sản xuất và đóng gói ghi chi tiết từng bước nguyên liệu, từ hạt giống đến thành phẩm cho bạn.